Hello, hello, xin chào tất cả mọi người nhé. Chào mừng mọi người quay trở lại với kênh của mình. À, trước khi vào nội dung thì chúng ta sẽ đảo qua một chút về cái bản cập nhật về cái uh, nhất là cái hoạt động cửu thiên chiến trường. Thì các bạn có thể thấy được cái đây là một cái hoạt động tông môn khá là thích thú được các bạn nhé. Và cái hoạt động này thì có nổi bật nhất là có sửa từ và kinh thi. Nếu mà lại một thêm sự xuất hiện một nguồn, các bạn có thể kiếm được sửa từ kinh thi thì nó sẽ đẩy nhanh cái quá trình các bạn chơi trò chơi này rất là nhanh bởi vì khi mà mọi người có đồ ấy thì các mọi người thứ nhất là mọi người sẽ vượt phó bản khỏe hơn đúng không các bạn đi tam thiên ảo cảnh khỏe hơn các bạn có lượng XP nhiều hơn đúng không cái gì nó cũng nhanh hơn thì nó cũng sẽ gặp rất nhiều lợi thế nói chung là các bạn sẽ vừa mới chơi sẽ trải nghiệm tốt hơn được cái thì cái sự kiện này mở uh, từ ngày thứ 2 một trở lên mình thấy cũng khá là hợp lý rồi tầm này thì mọi người bắt đầu ổn định được cái tông môn của mình và mọi người có thể tham gia hoạt động này khá là tốt ờ uh, và hiện tại là cấp độ môn phái hình như là cấp độ tông môn lớn hơn 3 thì phải các bạn ạ Ok chúng ta sẽ đến với cái thần kích mới nhé điều kiện mở là level 100 Level một 100 thì các bạn cũng phải chơi tầm trên 50 ngày mới lên được level 100 đấy các bạn ạ đấy thứ hai nữa là chúng ta thấy này hai cái thiên kỹ thần kích đúng không là cường giả vi tôn và thủ hồ giới chúng ta sẽ đến với cường giả vi tôn khi mở đạt cấp cuối ấy sau khi di đi điển kỹ năng 30% tăng thêm một lần kỹ năng không tiêu hao nổ khí nghĩa là nó cũng hơi giống du long quy hải một chút du long quy hải là khi các bạn bị đánh đúng không thì các bạn sẽ bật được cái nhé uh, lần tấn công không tiêu hao nổ khí còn đối với cái này thì đa số là mang tính chất chủ động nghĩa là trong quá trình chúng ta ra kỹ năng thì chúng ta có 30% Đấy, tăng thêm một lần không tiêu hao nổ khí một lần kỹ năng không tiêu hao nổ khí thì mình thấy cái cái thiên kỹ này thiên kỹ thần kích này rất là hay rất là ngon các bạn đối với những bạn nào mà đi sát thủ nghĩa là khi mà đi đi sát thủ thì các bạn thứ nhất là các bạn phải lấy được cái lợi thế là phải ra được kỹ năng sớm đúng không Mà khi mà ra kỹ năng sớm mà nếu mà các bạn không đủ đang kết thúc mục tiêu thì nếu mà các bạn có cái thiên kỹ thần kích này các bạn sẽ tăng cái tỷ lệ các bạn kết thúc đối thủ trong một vòng đấu vòng một khá là tốt các bạn nhé về vấn đề nick của mình thì mình đang suy nghĩ là có nên không Lấy thì chắc chắn là ai cũng phải lấy nhé Tại sao câu chuyện là ai cũng phải lấy Nếu mà các bạn không cho tướng chính ấy Thì chúng ta có thể cho tướng phụ Tướng phụ thì có rất nhiều kiểu tướng phụ nhé Có những phe, có những tướng phụ hỗ trợ cực kỳ tốt Ví dụ như hỗ trợ thêm búp nộ này Hỗ trợ thêm búp giáp này Hỗ trợ thêm lượng búp máu chẳng hạn Đấy Ví dụ như các bạn tưởng tượng đi bạch thử là một trong những tướng hồi máu rất là khỏe đúng không? Các bạn nếu mà cho uh, cái thiên ký thần kích này vào một tướng phụ như là bạch thử chẳng hạn thì các bạn sẽ hồi máu cực kỳ tốt trong đội hình luôn thế nếu chưa kích hoạt thành công thì tăng 30 tỷ lệ nói chung là với cái option thêm là nếu chưa kích hoạt thành công tăng 30 trăm tỷ lệ kích hoạt sau khi kích hoạt thành công hồi phục tỷ lệ thì cái này sẽ sẽ kiểu là nó tăng cái tỷ lệ lên nếu mà trăm không đủ thì chúng ta sẽ lên nữa thì cái này sẽ phù hợp cho những tướng mà tấn công không bổ sung rất nhiều như bạch thử này ngộ không này Natra này chẳng hạn hoặc uh, ngân dáng hạn những thần tướng mà ra kỹ năng càng nhiều thì xài cái này càng ngày càng tốt các bạn nhé đấy tiếp theo nữa chúng ta đến cái uh, thần kinh là thủ hồi giới cấp 4 ở à, cấp cuối này 4 vòng chiến đấu đầu trước khi bắt đầu vòng lẻ toàn bộ phe ta tăng 5% giảm sát thương và 15% giảm bảo thương duy trì một hiệp chắc chắn là cái này chúng ta cũng phải lấy luôn các bạn nhé và khi trước khi bắt đầu vòng chẵn thì toàn bộ phe ta hồi 10% sinh lực cũng rất là ngon nhé các bạn cái này thì chắc chắn là chúng ta sẽ lên cho tướng phụ luôn cái này thì thường là chả ai để vào tướng chính của chúng ta đâu đấy ok à, chúng ta sẽ vào clip nội dung của ngày hôm nay luôn đi Ờ, uh, ngày hôm nay thì giống như những kế hoạch chờ đợi thì đợt này thì tốc độ tiến triển nhanh hơn so với những gì mình dự đoán. Bởi vì sao? Bởi vì ra cái sự kiện này. Tại sao này? Thứ nhất là ra cái sự kiện chiêu tải là một. Thứ hai là đợt rồi vừa rồi có sự kiện tầm xuân nữa. Sự kiện tầm xuân thì các bạn cũng bú thêm được khoảng 6 giờ từ đúng không? Thì việc mà hôm nay, ngày của hôm nay mình sẽ lên thức tỉnh cho đường tăng luôn các bạn nhé. À hôm nay là ngày ngày thứ bao nhiêu đây? Ngày thứ 173. đội hình của mình đá cho cho các bạn xem một chút nhé. Đây, trang bị này. Trang bị về hai món thường cổ cuối cùng thì mình sẽ nhận free nhé, free từ đâu? Thứ nhất là một cái là bán cá free này. Một lượt bán cá tiếp theo một cái đồ đỏ free. Tiếp theo là một cái mình sẽ ghép từ mảnh trương thường cổ lên nhé. Đấy. Và hiện tại thì sở từ mình chỉ lên thất tỉnh thôi. Đấy, thiên kỹ này mình vẫn đang thừa sao lót nhá. <laughs> kỳ vật lười lắp vào luôn các bạn nhé Lười lắp vào lắm. Kỳ vật mà mình không thèm lên luôn các bạn thì mình chỉ bi hai tướng. <laughs> Nói chung là cũng bận lắm các bạn. À, có những cái gì mà mình không có thời gian sắp xếp thì mình thường bỏ trống như vậy. Nói chung là nó cũng ảnh hưởng đấy nhưng không ảnh hưởng quá nhiều. Bởi vì mình uh, chơi theo kiểu là một ăn cả ngã về không mà. Uh, các bạn thấy chưa tiên lô của mình hiện tại cũng đang thiếu này. Không là mình lên phá cảnh. Phá cảnh thêm 10% sát thương nữa đợt này thì uh, pháp bảo cũng đã sắp lên rồi các bạn nhé đấy một một hai này thiếu một chút đó. mình uh, xem là pháp bảo hôm nay mình đã nhận chưa hôm nay mình đã nhận hết rồi uh, mình để tốc độ thấp tí cho các bạn dễ nhìn uh, đôi lúc mình uh, đá nhanh quá các bạn Đấu nhìn này nó rối này người... pháp bảo này Nói chung là bây giờ mà những bạn nào mà chơi tốt ấy, các bạn sẽ biết là cái đá tiên cấp pháp bảo này nó thiếu. Khi mà các bạn chơi lên khoảng 100 ngày trở đi, ấy, thì cái đá tiên cấp pháp bảo này các bạn bắt đầu cảm nhận thiếu rồi. Thiếu mà đến nỗi mà thiếu quá kỳ nhiều ấy các bạn. Vì hiện tại mình đang thiếu mà theo kiểu mà đói luôn ấy các bạn. Đói kiểu là rách tả tơi ấy, đói kiểu đói rách tả tơi là các bạn thấy thiếu như thế nào thứ hai là bây giờ mình cũng bắt đầu là mình bỏ một chút kim nguyên bảo để lấy đá tinh luyện cao rồi các bạn cũng cần lên một chút tinh luyện nữa chứ không thì cũng không ổn thầm này cũng thiếu tinh luyện rồi nếu mà các bón thì các bón nạp thì người ta sẽ không thiếu tinh luyện nhưng chúng ta cày chay nông dân thì sẽ có một chút chỉ đó thiếu đấy nói chung là người nạp thì người ta vẫn lợi thế hơn rồi còn thiếu khoảng hai level nữa thì mình sẽ mắc nha các bạn thiếu khoảng hai level nữa thì mình sẽ mắc pháp bảo Ok bây giờ mình sẽ thức tỉnh đường tăng à, để mà thức tỉnh đường tăng thì mình thì đường tăng mình vẫn chưa lên sao nhé mình vẫn đang để một sao <laughs> à, chưa có mảnh tướng lên à, để thức tỉnh thức tỉnh thì mình cần kiếm 60 cái sở từ mỗi loại 20 cái thì lên thức tỉnh 3 từ 2 lên 3 Ok mình sẽ nhớ rồi và mình sẽ mở hộp luôn Mì uh, ba này Mì ba đúng không Đấy mì ba này Cái này là mì lăm và mì ba Mì lăm Ồ vẫn thừa đấy các bạn nhé, Đấy vẫn thừa Nói chung là hầu như là các bạn nhớ giúp mình nhận bắt buộc nhà phát hành bây giờ chúng ta phải áp đặt nhà phát hành các bạn nghĩa là đợt nào mà không ra sự kiện chiêu tài là các bạn phải nhắc thật sự là mất mát cái sự kiện chiêu tài ảnh hưởng đến chúng ta rất là nhiều cái sự kiện chiêu tài các bạn biết này ờ, nó cho quá rất là ngon thứ hai là nó tăng tình đoàn kết với mọi người khá là tốt hiện tại mình vẫn đang thử hai mươi cái sở từ nữa mình có thể lên được một món đồ đỏ đấy nhưng thôi kệ ờ, mình sẽ tính là đây thức tỉnh nha các bạn nhé Đấy, thì mình check một tí nào à, trước và sau khi thức tỉnh hôm nay là chủ nhật nhỉ nói mới nhớ hôm nay chắc mình cũng phải leo ranh một tí đây cho các bạn xem một trận đánh nhỉ. trước khi trước và sau thức tỉnh ui gặp tranh nhiều thế Ngon Nổ được tất sắc thì không các bạn Không nổ không bảo kích kìa các bạn Hơi đen các bạn, Không nổ bảo kích không mới có cửa thắng không Các bạn thấy chưa Nhất tiễn mai giật liên tục khá là phê Khi mà các bạn đi đa mau trình Thì hầu như là các bạn sẽ Không, khi mà các bạn đi nhất tiễn mai ấy thì hầu như cái cái lượng đam mất mát của bạn sẽ bị giảm đi khá là nhiều đấy các bạn không bị mất quá nhiều cái lượng đam ok như thế này thì mình thắng rồi đấy thì trước và sau khi thức tỉnh nhé là liên kích đăng 4 thì bây giờ mình sẽ à, liên thức tỉnh cho các bạn xem một tí nữa thì quên bọt à, mình check tí xem quay clip chưa Chưa quay là thấy bà luôn các bạn ạ <laughs> có nhiều đợt đợt này mình hay ẩu quá hắn nên hay bị quyên ok chúng ta sẽ thức tỉnh luôn đột phá này thức tỉnh này Đấy, thức tỉnh nhé nói chung là mỗi người có một lối vi riêng nói chung đối với thánh hiện tại thì có khoảng 7 đến 8 cách cách chơi các bạn nhé riêng phe thánh hiện tại là có 7 đến 8 cách chơi ờ, mình sẽ bỏ vong hồn đúng không nào bỏ vong hồn thay bằng nói chung là khi mà có đường tăng ok chúng ta sẽ test luôn test từng đợt một tí nhé khi mà có đường tăng xuất hiện vào thì chắc chắn là tim của mình sẽ khá là full liên kích các bạn xem mà để một chút nhé đầu trận thì đồ hình của mình đa số là sẽ không full liên kích nhưng mà khi có đường tăng thức tỉnh vào thì đường tăng ra được kỹ năng ổn bên kia là bạch thử tiên phạt chế nhân các bạn mình gặp ai đây nhỉ Ui, ngon, tức sắc thì không, rất là đẹp. Bên kia nhìn du lông kỳ hải không? cơn Ok, các bạn thấy phun nội phun, phun, phun liên kích này. Bố liên kích hết các bạn nhé. Các bạn thấy không? Đấy, bố liên kích hết. Ôi, bên kia nhịn rất là trâu đúng không ạ, nhìn cực kỳ trâu luôn. Và thiên thủ yêu cơ bật du long quy hải nha các bạn. Ờ đợt này thì mình cần phải lên tiểu bạch long trâu hơn nữa bởi vì đến những cái giai đoạn mà khi mà Các bạn thấy là bạn bạn này đi nhịn cực kỳ khỏe nha các bạn. Nhịn này bạn này có cả cái Ôi, kèo này mình toang ấy, kèo này mình thua đấy các bạn, không thắng được đâu. Lấy kèo này không thắng được Mình thấy khoai Ui và anh nhái Vẫn thua nhé các bạn nhé Bây giờ mình không phải là mạnh như ngày xưa nữa đâu Bây giờ mọi người đi tiên phạt chế nhân rất là ghê Thấy chưa các bạn thấy chưa Hầu như là mình sẽ khắc Bây giờ là mọi người nếu mà mọi người chơi tiên phạt Chế nhân quá nhiều Thì mình cũng phải nghĩ tới một cái phương án khác các bạn ạ gặp một Nata phá cảnh 13 nói chung mình cũng đang bị thọt phá cảnh một tí tầm sang tuần đợt này thì thật sự là thiếu rất nhiều cái cái tài nguyên để chúng ta lên phá cảnh các bạn thôi thắng rồi nói chung là có thắng có thua nhé bạn không bao giờ thắng được toàn diện hết đấy ok mình uh, chuyển sang cái liên kích đây các bạn nhé chắc chắn là mình sẽ bỏ vong hồn hơi tiếc nhỉ thôi bỏ vong hồn các bạn ạ xác định bỏ vong hồn và mình sẽ trùng sinh vong hồn để thay bằng cái thiên kỹ tỷ lâm bà Đấy, kế hoạch là như vậy rồi cũng phải trải nghiệm nữa phải té nữa các bạn nhé đây là cái kế hoạch là nó như vậy còn chúng ta còn phải à, trải nghiệm thêm nữa các bạn chứ à, đây à, lấy thiên ký tỷ lâm bà để mắc cái liên kịch lên ok mình lấy tạm đây cũng được lên nhá mắt thiếu nhỉ thiếu uh, mấy tướng nữa thì mình sẽ thứ nhất là mình sẽ chiêu mộ chiều hôm nay chiêu mộ rồi uh, rương chọn thần tướng cam có này thánh giới này tỷ lâm bà hai em này đấy tiếp theo là rương chọn mảnh tướng cam cũng lấy tỷ lâm bà này Đấy, đủ không biết Thiên kỹ này Thì lắm bà Một này Bốn này Năm Ui, thiếu à <laughs> Và ai nhái thật thiếu các bạn Cay thế nhở Mình cũng không để ý cho lắm Thiếu các bạn Thánh giới này Thiếu à. Uh... Thiếu các bạn nhé mình xem là nếu mà chiêu mộ, chiêu mộ thì cũng ra hết lượt chiêu mộ rồi. Thôi không sao. Chúng ta sẽ xem là bao nhiêu liên kích này Thật là buồn quá đi. À... Hiện tại là tối đa 7 liên kích cũng được các bạn ạ. Đấy. Nếu mà tăng cấp để lên 8 thôi, 7 liên kích cũng được. Không quá khác gì nhau. Đấy. Mình cho cái này lên 100% luôn đi. Đấy. Cho thiên la điều võng lên 100% đi. Đấy. À, đợt nào để mình tét chùa tí nhỉ. Mình đang có kế hoạch tét chùa nhé. Đợt này thì mình đang có cái minh văn này x2 đam các bạn cũng biết rồi. Đấy. X2 đam thì hầu như là cái lượng đam. Lần đầu tăng tăng cái sát thương này thì không biết nó tăng lên cho liên kích không. Đấy. Không biết là tăng liên kích không. Còn mà tăng kỹ năng thì chắc chắn là tăng rồi. Bởi vì nó bảo là khi thi tuyển kỹ năng mà được tăng mà Còn không biết là có tăng cho liên kích không Nếu mà tăng cho liên kích cái giai đoạn này thì quá là tuyệt vời luôn Không có gì để chê nữa Để mình đánh lên ranh tí nữa nha các bạn Mình farm lên cho nó ranh nó cao thì đánh cho nó phê Đánh dưới này hơi 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 oải tí Nói chung là có thắng có thua không bao giờ các bạn có thể thắng toàn diện được nhé Mình gặp một bàn thánh này À tí nữa mình tăng cái speed một tí. Phật pháp vô biên, phổ chiếu chúng sinh. Các bạn thấy trước 7 liên kích các bạn 7 liên kích luôn Thử thức này, Ui. nhập hải. Ui và anh nhái không có vong hồn nha các bạn nhé không có vong hồn mà giật đau như thế các bạn biết tại sao rồi chứ là cái đam thừa của nhất Tiễn mai đấy đấy có những cái nói chung là chúng ta chơi gì cũng vậy chúng ta cần phải trải nghiệm rồi bắt đầu test thì chúng ta mới hiểu được cái giá trị mình ui các bạn thấy chưa bắt đầu thua liên tục kìa khi mà gặp tiên phạt chế nhân tim bạn cũng chơi tiên phạt chế nhân Nói chung là bây giờ là muốn mà farm lên thì mình phải farm khá là nhiều Bởi vì khi mà chúng ta có thể thắng có thể thua được Ui phải nhái thua liên tục kìa Có vẻ chúng ta thấy có vẻ không khả thi mình vẫn bị thua nhé các bạn nhé Mình vẫn thua này Thua một bạn đa số là mình thua ấy Thì mình sẽ thua vì tiên phạt chế nhân thôi các bạn vì thế mà bây giờ mình cũng phải ừ, suy nghĩ đến việc là mình phải lên lực chiến nhiều nhiều tí nhưng bây giờ mà để lên lực chiến nhiều ấy, thì có lẽ là phải lên uh, tiên lộ lên phá cảnh thì các bạn sẽ lên lực chiến khá là nhiều các bạn thấy chưa tim bạn cũng uh, đang chơi tiên phạt chế nhân luôn kìa Đấy, tiên phạt chế nhân kèm luôn hồi cay các bạn nhé ui các bạn thì chưa luân hồi của người ta giật một cái mà đường tăng của mình đi luôn các bạn nhé đấy vậy là mình cũng biết được nhược điểm của mình đây là đường tăng chưa ý đang yếu này mình còn chưa lên tinh luyện này các bạn thì chưa thiếu lắm thiếu thiếu tầm trọng các bạn ạ bây giờ mình cũng phải bắt đầu vi cho đường tăng khỏe bởi vì đường tăng không có tạo hoặc kim thân thứ hai là các bạn mà quá yếu ấy thì sau này sẽ gặp một cái tình trạng nữa là mọi người lên lên luân hồi quá to cái đam luân hồi mình nói thật là đế tính bây giờ chưa mạnh Nhưng càng ngày các bạn sẽ cảm nhận được là đế tính cực bá luôn Ôi các bạn cho bị tụt này À lại farm lại Khi thì thắng liên tục, khi thì thua liên tục Thôi mình sẽ ghép ngẫu nhiên đi 2 tỷ 2 các bạn Nói chung là bây giờ PvP đa số là rùa đã là nhiều nghĩa là cần sự may mắn các bạn còn mà ai cũng có thể khắc được ai hết chỉ cần mà tất sắc thì không mà bật được là hầu như là khá là căng thì có thể thế mình bị vẫn bị thiếu độ nhé các bạn nhé bạch thử vẫn cướp tên người mà bạch thử thất tỉnh vẫn cướp tơn là liên kích của tôn của không các bạn. bây giờ là một cái câu chuyện về tiên lộ các bạn đây có bạn xem đánh liên kích này đấy đánh liên kích này đánh rất là nhiều tại sao chúng ta phải tẹt cái liên kích này bởi vì sau này sau này chúng ta cần một cái nữa đó là Ngộ không thất tỉnh các bạn nhé. Các bạn cũng biết rồi, ngộ không thất tỉnh thì thường sẽ đánh theo hàng dọc. Còn nếu mà chúng ta có lượng liên kích lớn ấy thì chúng ta đánh rất là phê, phê cực kỳ luôn các bạn. Nhé. Sau này mà ngộ không thất tỉnh thì hầu như là Nata không có cửa đối với mê tay hiện tại luôn. Đấy. Bởi vì ngộ không thất tỉnh mà đi bộ liên kích thì cực kỳ đau luôn các bạn. Nhé. Các bạn thấy sự lợi lợi, lợi thế của việc mà Bạch thử đi Bạch thử thất tỉnh như các bạn. Vậy thì thức tỉnh thì có thể cướp được cái tơn liên kích của ngô không? Mà lúc nãy mà mình đáng lẽ nếu mà mình được ra liên kích trước thì khá là tuyệt vời. Đây vẫn thắng nhé bác, May như còn có tiểu bảy long sóng. Ok, chúng ta sẽ ghép tiếp. Tầm này thì các bạn cái chay sẽ rơi vào khoảng 1 một tỷ bảy lực chiến các bác, đấy một tỷ bảy đến một tỷ tám lực chiến cái chay nạp như mình thì tầm khoảng 1 tỷ tỷ chín ui tất sắc tỷ không kìa cay không các bạn đánh vào ai đây các bạn đánh ui đánh vào tiểu bạch long mình đánh vào, đánh bánh bánh lông mình. Lông đánh vào đánh nguyệt lão, lão, lão thì hay các bạn các bạn thấy là minh giới rất là nhiều nhé ở cụm liên server một hai không phải cụm liên server mà đây là Ờ ừ, đúng rồi, cũng liên server 1, 2 đúng không? Từ server 1 cho đến server 16 đúng không nhỉ? Ờ ừ, từ server 1 đến server 16 Thì số người các bạn cũng biết thôi, đông dã man Riêng server 1 của mình đã có khoảng 300 đến 300 người chơi các bạn Riêng cái server 1, 2 này đã 300, 400 người chơi Thôi, mình đang bị thọt phá cảnh rồi các bạn ạ thì đợt này cái tiên lộ nó cực kỳ quan trọng các bạn để ý giúp mình Gặp một bạn thành chơi Nana các bạn nhé Phật Pháp vô biên Bổ chiếu chúng sinh Chào mừng thưởng thức màn biểu diễn pháo qua năm mới vẫn lụt đàm các bạn nói thật đấy, nếu mà thật sự mà phép thánh mà ngộ không mà bị không bị gãy liên kích ấy, không bị giãn cách cái liên kích ấy, thì thật ra cái đam liên kích của ngộ không rất là phê mà thì như mình gõ liên kích liên, liên tục này các bạn này. vẫn đang còn bốn liên kích nhé và tiếp tục gõ này hầu như là ui sống được không không sống được các bạn ui đen thế các bạn ơi quả này mà chứng tỏ là ngộ không của mình vẫn thiếu thiếu máu các bạn nếu mà quả đó đủ máu thì rất là ngon ấy bị thua quả <laughs> mà quả đế đế thính vẫn đang còn các bạn ạ như thế này thì mình mới biết được một nhạc nhược điểm của mình nữa là mình cần phải lên cái kỷ vật bảo kích à, không đi kỷ vật bảo thương được các bạn ạ đấy nếu mà muốn đi kỷ vật bảo thương thì hầu như à, để hôm nào mình thử test đi mình sẽ không đi phong hỏa nữa mà mình sẽ đi thái bạch kim tinh chẳng hạn đấy thì có thể là đánh đánh bạo kích và bảo thương liên tục thì lúc đó nó có nó có phải là một câu chuyện mới không các bạn thật ra thì cái giật này nó sẽ là một cái chuỗi liên hoàn giữa nhất tiễn mai và phong hỏa các bạn nhé bây giờ mình nói chung là hôm nay chỉ là đang tẹt thôi đang đề thôi chứ về vấn đề mà tối ưu cái liên kích để đánh cho ngộ không thì nó cũng là một, một câu chuyện nữa bởi vì bình thường là mình đang đánh ngộ không kỹ năng bây giờ chuyển sang ngộ không liên kích thì để... cũng phải tư duy thêm nữa các bạn nhé còn vấn đề chất tiến mai thì chắc chắn là nó không thay đổi quá nhiều rồi xem gặp ai nữa nào gặp một bạn là bạch thử minh giới lại gặp minh giới các bạn bây giờ chúng ta thấy sự xuất hiện của minh giới Tiên phạt chế nhân nữa mà đến từ vị trí của bạch thử hàng sau đấy các bạn thấy chưa bạch thử tiên phạt chế nhân để kích cho nhịn các bạn nhé và chơi thêm cả nguyệt lão nữa nguyệt lão để chia sẻ sát thương giữa thiên thủ yêu cơ và thính. để thính Ma chu triệu hoán Nói chung là bây giờ vẫn là cái câu chuyện là điều kiện để nuôi các bạn <laughs> Bây giờ các bạn mới thì thấy sự là thiếu phá cảnh các bạn nhé Thiếu phá cảnh cực kỳ Hồi. Toàn toàn các bạn à, nói đến tiểu bạch long của mình thì sắp tới mình cũng phải lên một cái giày đỏ cho tiểu bạch long Nên là cũng phải bi tiểu bạch long trâu lên nữa các bạn nhé để ôm đam mẹ cho ngộ ở à, cho ngộ không sóng dai hơn nữa bởi vì thánh mà các bạn nuôi tiểu bạch long không cứng quá thì rất là nguy hiểm các bạn ấy nổ được tức sắc thị không Thế này thì có chút gì đó thắng rồi Ui vãi nháy các bạn thấy đam luân hồi chứ các bạn Chưa ai đánh mà đam luân hồi đã giật đi Đi đường tăng của mình rồi Thật ra đường tăng của mình đang thiếu đam thôi Ui Vẫn vẫn có cơ hội thắng nha các bạn Các bạn thấy luân hồi dã man chứ các bạn Nghĩa là bây giờ có những cái câu chuyện Nó rất là lợi thế cho một số phe Hiện tại đang nuôi một tướng Ví dụ như tiên giới hiện tại đang nuôi một tướng đi thì bây giờ các bạn nuôi thêm đế thính thì rất là lợi đúng không các bạn sẽ có lượng tài nguyên để nuôi đế thính luân hồi còn mà bên thánh bây giờ đang bị cấn một chút là đang nuôi tôn không rồi là nuôi thêm tiểu bạch long nữa bây giờ nuôi thêm một đế thính nữa thì câu chuyện nó áp lực cực kỳ các bạn nào chơi rồi sẽ cũng biết được thôi kể cả thật ra nuôi thì nó nuôi là nuôi như thế nào nuôi thứ nhất là thứ nhất là nuôi kỷ vật này nuôi trang bị này nó nuôi thêm cả tinh luyện này, này. Đấy, rồi nuôi, nuôi thêm một số cái nữa ví dụ như minh văn nữa còn mà cái vấn đề thất tỉnh là không phải nuôi đâu các bạn nhé Thất tỉnh thì nó rất là dễ bởi vì thất tỉnh là một con tướng bình thường các bạn cũng thức tỉnh lên được nhưng cái quá trình mà chúng ta nuôi nó mới khó quá bạn à nhé bởi vì nuôi nó cần nhiều yếu tố hơn nhiều chứ thức tỉnh thì thất tỉnh dễ thức tỉnh thì 120 cái sở từ thất tỉnh ví dụ như đường tăng này đây không phải là đường tăng mình nuôi mà đây là gọi là đường tăng mình chỉ thức tỉnh thôi còn nuôi thì nói chung là hiện tại mình đang nuôi là ngộ không và tiểu bạch long đấy và mấy con phụ kia thì mình cũng đang kiếm bây giờ cũng đau đầu đấy ngày xưa hối hận không đấu cái uh, tiên lộ bây giờ không có tiên lộ để lên tiểu bạch long kia lút luôn nghe mắt Ôi thắng rồi Bây giờ chúng ta cũng phải suy nghĩ đến việc là lên tinh luyện các bạn ạ. Bây giờ là câu chuyện của tinh luyện nữa. Ok, thôi video của mình đến đây chắc cũng là kết thúc rồi. Một lần nữa cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh của mình. À từ từ mình nhớ một tí nữa nói với Các bạn thấy này cái này mình cũng đang tích nhé. Cái này thì mình thật ra là mình cũng đang tính là nếu mà có gì thì mình xả luôn hay là mình tích. Tích để sau này mà kiếm nếu xả hơn xả luôn thì thứ nhất là mình có kim nguyên bảo để xài hoặc là một số pet thì sắp tới thì mình cũng sẽ mở rương pet à, sắp tới cái mùa uh, cái mùa ra sự kiện ngày 15 tháng tới mà bạn nào mà có nhiều rương pet mà cần mình mở hoặc là rương vàng thì chúng ta các bạn có thể liên hệ mình facebook phần mô tả nhé chúng ta làm cái đội đài hồi mở rương vàng rương pet tí cho nó hấp dẫn các bạn nhé xem là bạn nào là người may mắn mà ra rương nổ nha các bạn À, một lần nữa cảm ơn các bạn rất là nhiều xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video clip tiếp theo xin chào và hẹn gặp lại